Thưa quý vị, một thông tin về giáo dục đáng chú ý. Mới đây, đại diện của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ sẽ công bố lịch thi cũng như đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào đầu tháng 3. Được biết, nếu như năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố lịch sử và đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cấu trúc, dạng đề vào cuối tháng 3, thì năm nay Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn để đầu tháng 3 sẽ được công bố. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm ngoái năm 2022, đồng thời có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.